Trời ơi, hai trái dừa siêu to khổng lồ 13.000 một trái ở ngay ở gần cầu vượt ngã tư ga đường Hà Huy Giáp á. Giờ mình sẽ đập hộp, cần có một cái sức khỏe siêu to, siêu khỏe thì mới có thể là chặt được hai trái dừa này.